Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sư Tử thực hiện trên đài tình hình Vinay TV băng tần 57.3, phát sóng lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nổi tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ từ Đức Tân Ni và quý khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, về chủ Quy Sư Tử thành phố Rosemith, California. Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, trụ trì Lưu Sư Tử. A Di Đà Phật. Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lư Sơn Tự. A Di Đà Phật. Mô Phật. Đề tài hôm nay chúng con cũng xin phép với Thầy Cô trả lời cho chúng con tiếp những câu hỏi của Phật tử. Con xin mời cô đọc cho con những câu hỏi kế tiếp ạ, Mô Phật. Trong đây có một Phật tử hỏi là: Bạch Thầy, trong Đại Bi Sám, sau khi tuyên thuyết chú Đại Bi, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có chúng sanh nào tụng trì Đại Bi thần chú này mà còn sa đọa trong ba đường dữ, con thề không thành chánh giác. Nếu tụng trì Đại Bi thần chú này mà chẳng sanh về các cõi Phật, con thề không thành chánh giác. Nếu tụng trì Đại Bi thần chú này mà không được vô lượng biện tài tam muội, con thề không thành chánh giác. Nếu tụng trì Đại Bi thần chú này ngay trong đời hiện tại, tất cả sự mong cầu mà không kết quả, thì bài chú này không đáng gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni vậy. Trừ chăng là trừ những kẻ bất thiện và thiếu lòng chí thành. Xin Thầy giảng cho con hiểu thế nào là lòng chí thành, làm sao để có được lòng chí thành. Mô Phật. Đó là câu hỏi là xin lần trước thì quý thầy với cô cũng nói qua một cái lòng chí thành. Dạ vâng, thế nào mà chí thành chí kính mà trong lúc mà trì tụng thế nào? Và xin quý thầy cô giảng cho chúng con hào học để mà hiểu rõ, để mà theo cách hành ạ, Mô Phật. Thầy Hiền Trì có ý kiến gì không thưa thầy? Xin mời thầy trước. Nói về lòng chí thành thì hình như là cách đây một tuần thầy trụ trì đây có giảng ở trên Lưu Sơn Tự đó. Thầy hỏi là lòng chí thành là như thế nào? Thì nhiều người trả lời lắm, thì cuối cùng thầy mới kết luận là tùy mức độ quý vị hy sinh bao nhiêu để mà thực hành cái lời tụng đọc đó, hoặc là thực hành cầu cái gì đó. Quý vị thực hy sinh bao nhiêu, chịu khó bao nhiêu, hay làm công quả, hay là làm phước bao nhiêu, tùy cái lòng nó lộ ra cái chí thành. Chẳng hạn nhiều người làm những chuyện rất lớn, mà lại chùa quét cái sân cái thấy đủ rồi đó, tôi đủ phước rồi đó, là chí thành cỡ đó. Nhiều người ở nhà rồi đi chùa, nhờ bà lại đốt cho tôi cây nhang, cúng Phật giùm tôi có cầu cái đó, bà đốt giùm tôi ba cây nhang. Họ cũng nghĩ là chí thành vậy. Cái đó tùy theo cái tâm mình. Mô Phật. Mình muốn cống hiến bao nhiêu để hối hận, để cầu xin cái gì đó đổi. Cảm ơn quý thầy với cô. Quý thầy với cô đừng nghĩ như vậy, chúng còn ngại quá. Dạ vâng, mời thầy tiếp ạ. Dạ, coi như là thật sự là chúng con cũng bị kẹt trong cái đề đó, trong cái lòng chí thành nữa thưa cô. Thực sự như là thầy Hiền Trì nói đây là thật là đúng vậy. Cái chí thành đó, tôi xin thêm một cái nữa là ở chùa tôi có khoảng năm một tháng, có cô này có một đứa con, thì cái mặt cứ buồn buồn hoài. Thì bữa cổ mà cô lại gần tôi, có hỏi cô có cái chuyện khó khăn trong sở, thì cô sợ mất job mà cô khó khăn lắm, bây giờ không biết làm sao. Thì tôi cũng nói như hồi nãy là tôi cũng không có biết cái thuốc nào hay hơn là niệm danh hiệu Quan Thế Âm á. Nếu cô tin, bắt đầu từ bây giờ cho đến ngày mai cô vô nói với ông chủ hãng, bây giờ cô niệm cho tha thiết đi, rồi ngày mai sẽ như thế nào, khoan nói rồi bây giờ, hoặc là cảm thấy chưa nói được thì chờ một ngày khác niệm cho chí thành, cho tha thiết rồi hả nói. Thì cổ được giúp mà cũng không biết, mấy ngày sau cô hỏi tôi thì mọi chuyện rất là êm đẹp theo như ý cũng muốn, ngoài ý muốn cổ luôn là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thôi. Thì cái lòng chí thành của cô này tỏ như thế nào tôi mới biết mấy ngày nay, là cổ phát nguyện mỗi ngày tụng phẩm phổ môn và niệm quan danh hiệu Quan Thế Âm. Là còn một anh khác cũng trẻ như vậy, gia đình cũng tan nát ra, thì dạy niệm thì khoảng 1-2 tuần thì có niệm, nhưng mà sau đó thì tánh nào tật nấy, anh kia chí thành không bằng. Dạ Mô Phật, như là tội nào vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Cô này hy sinh thời gian mỗi ngày hứa là tụng phẩm môn và niệm Quan Thế Âm. Dạ, vâng, tốt như vậy mà lại vẫn là không có sửa đổi, như vậy là đâu có chí thành chí kính gì đâu. Vâng, Mô Pháp Sư ạ, Pháp Sư chỉ dạy sẽ tiếp cho chúng con. Mô Phật. Có nhiều trường hợp lắm, khi mình tu hành á, cái Phật pháp mình á, là chú trọng vào cái chữ chí thành, mà cái đó là cái chữ mà trước giờ cái học theo học pháp ngài Tiên Hóa thì cứ thắc mắc hoài, thành người tàu tôi nói quý vị là thì muốn có cái kết quả
thì phải có cái lòng chí thành hoàn trọng. Yeah, thì cái thắc mắc hoài là cái chí thành nghĩa là gì? Mà khi người Tàu chỉ học tại mình chân ướt chân ráo đâu biết đâu có ai dạy gì rõ ràng đâu. Thành chỉ học được hai cái chữ chí thành thôi. Mà không hiểu thực sự là chí thành là cái gì hết á. Okay. Thì cái chí thành đó nó không có cái người Tàu không có định nghĩa rõ ràng, mà ngay người Việt thầy cũng thấy đâu có ai nói rõ ràng chí thành là sao đâu. Okay. Cuối cùng thầy biết thắc mắc là tại sao mình không hiểu được, tại vì lúc thầy tu hành đó, cái tâm thầy không có chí thành, thầy không hiểu được cái chữ chí thành là gì hết đó. Thì sau này khi bắt đầu đi dạy nó mới hiểu tại sao vậy. Tại mình thấy người ta cứ tạo nghiệp, cứ làm bậy làm bạ, xong rồi tới chùa rồi xả rác nó chùa, rồi kêu ôm chân Phật, ôm chân Bồ Tát cầu cứu thôi, xong rồi lại đi về tật nào chứng đấy rồi làm tiếp như vậy thôi. Thành ra thiếu cái sự chí thành. Thành mình thấy kết quả ngược lại, có nhiều người ta cái lòng rất là có cái lòng thành. Người ta khi mà ta xin cầu xin cái này nọ đó, mình chỉ người ta cách làm, có với cái tâm, cái lòng chí thành thì kết quả hoàn toàn nó khác. Chẳng hạn như một cái người đó, cùng một người như vậy, họ tới, họ bệnh nan y hoặc là bệnh ung thư mà bác sĩ nói là kể như là tiêu, 10 phần thì 8 phần chết rồi, bây giờ phải giả phẫu đi thì cũng 8 phần chết rồi. Người ta tới đây thiệt dạy ra trong chùa phải không thầy? Ông này theo thầy thì rất là lâu năm, rất là tin tưởng. Rồi xong tới kêu thầy cầu cứu, thầy mới nói thì bây giờ làm cái này làm cái nọ, thì họ làm, thì mỗi tuần sau nó ung thư nó biến mất. Okay. Thì họ tại sao họ làm với cái tâm chí thành. Ngược lại có những cái người khác họ tới họ nói con cũng bệnh nan y, thầy giúp, thầy nói thì con xin lỗi, con trước giờ con không tới chùa, bây giờ con chừng nào có bệnh con mới tới chùa thôi, có vấn đề con tới chùa thôi, con biết như vậy, nhưng con xin sám hối, con bây giờ con chí thành, con muốn giải quyết vấn đề này, con thì thầy chỉ cũng làm như vậy. Chuyện gì xảy ra? Ung thư nó không hết. Tại vì sao vậy? Tại vì cách làm của họ thiếu cái chí thành. Cái chí thành đó nó ảnh hưởng rất là lớn lao về cái kết quả, chứ không phải chuyện chơi đâu. Bây giờ tới cái lúc của sinh mạng quý vị tới rồi vẫn thiếu cái chí thành. Kết quả hoàn toàn nó khác nhau. Một phần. Cảm ơn quý thầy cô, cũng là hai người như vậy thì coi như thầy cô nói như vậy thì chúng con có cảm thấy chúng con thiếu cái chí thành chí kính đó. Thì cái này nó giống như là mình mang cái tâm mình lên một cái bàn cân mà mình cân đo như vậy. Mà không biết là chú có nhớ cái câu chuyện mà Hòa Thượng Thanh Hóa không? Dạ, có mời cái cô, ông này á, cô. Là ông cũng bệnh nặng sắp chết rồi, rồi mới tới cầu cứu Hòa Thượng Thanh Hóa. Thì Hòa Thượng Thanh Hóa mới nói là được, sẽ cho sống thêm không biết là 12 năm ạ, 12 năm. Ông cũng hứa là ông sẽ cúng dường chùa, ông làm này làm kia đủ thứ hết. Giúp tăng ni bên đi di cư từ bên Đại Lục qua bên Hồng Kông đó, họ thiếu quần áo, họ thiếu mền là nó ông sẽ cúng cho mỗi người như vậy. Mền áo quần chiếu rồi xong rồi còn tiền bạc nữa để họ sống. Cái đó là lời hứa. Lời hứa của ông. Kẹt cái là ông này ông không những ông xin Hòa Thượng Tinh Hóa mà ông còn xin thêm một cái vị hòa thượng khác nữa để mà cứu cho ông. Thì cuối cùng ông hết bệnh thì ông lại nghĩ là cái vị hòa thượng kia giúp chứ không phải Hòa Thượng Tinh Hóa. Nhưng đa là ông nốt lời với Hòa Thượng Tinh Hóa. Ông kia đó, hòa thượng đâu có làm gì đâu. Ông mới nuốt lời. Thì chết. Thời gian sau đó thì hình như là ông bị ung thư. Ông bị ung thư lại. Tới lúc đó là xin gặp Hòa Thượng Thanh Hóa là tới cứu, tới xin ông kia, ông kia bó tay đó, tôi chịu rồi. Mô Phật. Tôi sẽ xả tư hết sức của tôi rồi. Mô Phật. Mà là xạo hết sức tôi. Hay quá đó. Mà chạy qua Tiên Hóa, ngài Tiên Hóa làm gì mà cúng tiền, nó đại sản làm gì, con hứa với thầy, con xin lỗi, con cúng cho thầy áo này, tiền này, nó cúng thêm nữa. Thì ngài Tiên Hóa cầm cái tiền, quăng ra cửa sổ, tiền ông lấy đi. Thế là chết rồi. Thực sự là lúc đầu cái ngày ngài đó coi như là cái đồng tiền đó là ngài để giải quyết cho cái ân oán mình với tất cả các chúng sanh rồi. Mà bây giờ đã lời hứa người ta giống như là đặt cọc là mua rồi, bây giờ là không có làm thực hiện đúng như vậy đó. Thì hóa ra là cái lời nó nặng hơn là không có ai người ta xả bỏ hết cho mình cả. Thì tại cái sanh mạng người ta mà ta còn coi rẻ như vậy, tại sao mình giúp người ta làm cái gì? Mô Phật, mô Phật.
cái lúc này đó, bây giờ cái có bao nhiêu tiền cũng không thể nào hưởng được cái tài sản đó, còn luyến tiếc cái gì nữa, mới cúng bao nhiêu tí xíu cho mấy 200 người bị tăng đi thôi, mà còn keo kiệt cái độ như vậy, tội như vậy đó, người ta tâm nó tối tăm như vậy, thì nó hoàn toàn thiếu chí thành, là tới là như thầy nói, tới là xả rác vào chùa thôi, chứ hoàn toàn thiệt sự lợi dụng chùa thôi, chứ không không có thiếu cái sự thành tâm ở trong đó. Thành ra Phật Bồ Tát mà đòi có mặt Phật Bồ Tát, dễ sợ không? Cái tâm nó như vậy. Nhưng mà con thấy Phật Bồ Tát cũng từ bi giúp cho một lần. Thưa muốn giúp như thương, cái đó cũng giúp như thương. Nhưng mà cho cái vị cơ hội để mà chứng minh cái chí thành. Dạ vâng. Dễ sợ như vậy. Coi như là vị đó là hết duyên rồi với Phật pháp rồi. Và nếu mà được cái thân người như vậy, như là pháp sư vừa mới kể đây, sư cô vừa mới cho biết thì chi tiết thêm như vậy nữa, thì được một cái thân người đó đầu mình tu tiếp thì có thể là được cái phước về sau không? Mà đằng này hóa ra là kẹt luôn như vậy. Mà nếu còn ngược lại, nếu lúc đó mà ông đó mà phát cái tâm mà cúng dường như theo Ngài tiến hóa, Ngài làm cái đó là không phải để cho Ngài mà là giúp những cái người khác. Dạ, mô Phật. Đức nó lớn, dễ sợ lắm. Không phải chuyện ích kỷ, chuyện làm giúp cho Phật pháp. Dạ, dạ, mô Phật. Rồi. Mất cái cơ hội, uổng cái cơ hội ngàn vàng đó để mà tạo công đức cho mình. Rồi mà nếu mà được như vậy đó, thì có, nếu mà nghe lời mà làm theo cái chí thành mà làm như vậy đó, thì chuyển cái họa nó thành cái phước, mô Phật thành cái tội như vậy đó. Rồi mà hai đầu là một phần là thoát mạng, thoát chết, mà còn được tạo cái phước cho mình lớn lao sau này đó. Như vậy thì thưa pháp sư, như vậy là coi như là cái quà đó có trước mặt rồi mà cái phước không có phước không được hưởng nữa. Ngay có cái trước cái mặt tới nơi rồi mà tôi cũng là với không tới. Vâng. Với không tới rồi lại bị đọa thêm nữa. Dạ vô Phật. Bị gạt ông đại Bồ Tát. Dạ vâng. Bị gạt ông hòa thượng thì có hóa. Một Phật. Ngài đứng ra để mà giải quyết giữa trung gian với anh gia chế chủ với mình, mà khi hóa ra là cũng không có phước để mình được hưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Chính vị đường dây máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Thưa quý thầy cô, vừa rồi quý thầy cô giảng cho chúng con về cái câu chí thành rất là hứng thú. Nếu mà thực được với cái lòng chí thành này thì chúng ta sẽ không có bị sa vào những cái nghiệp ác như vậy. Mình có thể là sanh vào những cõi lành nữa. Nhưng mà vừa rồi cái câu chuyện nó thật là hay ấy, thưa quý thầy của cô, như cô đã khởi gợi ra như vậy. Thì nếu mà được như vậy thì coi như là ông này có phước quá trời. Nhưng mà tự nhiên là nó tới nơi là trước mặt rồi, mà hóa ra mình giải sai một cái, nó thành ra là vô phước. Vâng, nó thêm cái họa đi theo nữa. Mô Phật, xin pháp sư quý thầy cho con chúng được biết ạ. Cái đó có phải là tại vì cái nghiệp nó tới nó cạn không thầy? Không phải, cái đó là tại vì ông thấy hết, thấy là ông cũng xong rồi, ông nghĩ là ông được cái đó rồi, ông không có nghĩ là trả ơn hay là giữ lời hứa. Ông nghĩ chắc không sao đâu, chắc xong. Ông này cái lòng tin yếu với con tin như quả, mới dám vậy chứ thật sự nếu người tin như quả không dám được. Con nghĩ có cái tâm bọn chèn trong đó đó. Tôi xin góp cái là chí thành quý vị mới nói đó. Thì người ta hỏi tổ Ấn Quang, làm sao niệm Phật chí thành nhất tâm? Con niệm không được. Thì tổ nó đâu có khó đâu. Quý vị cứ nghĩ đến ngày quý vị chết thì tự nhiên mình niệm chí thành à. Còn nghĩ mình chưa có chết, mình thế này thế nọ thì niệm ba lát ba lùm rồi làm sao mà nó cảm ứng được. Thì tôi kể cái chí thành của tôi là năm 77 tôi bị giam ở trại cải tạo Cà Tum, tức là nằm ở núi Bà Đen, đi vô trong biên giới Campuchia 60 cây số nữa. Thì một bữa chiều đó tôi ngồi không có lao động, tôi nhìn cái lưỡi tôi phía dưới nó có cái mục như ung thư á. Thì tôi tái mặt luôn, tôi mới chạy là hỏi cái anh bác sĩ quân y, đại quý quân y cũng giam chung. Hỏi anh có giải phẫu được không? Ông nói giải phẫu là chết, tại vì cái lưỡi nó máu như thần kinh nhiều lắm. Chừng nào được thả thì về đi nhà thương, chứ tôi không dám làm. Thì tối đó tôi đây tôi nói cái chí thành của tôi nè, là tại vì tôi nghĩ vô đó mà bị cái đó là chuyện nước chết thôi. Thuốc sốt rét, thuốc bệnh cảm mà không có uống mà anh bị cái đó làm sao chữa? Thì chỉ có đường chết thôi. Thì tối đó tôi ngồi ngay ngắn, đâu có ai dạy tôi ngồi thiền sao đâu. Tối người ta đang ngủ, tôi ngồi 12 giờ đêm. Tôi nói Bồ Tát Hoàng Âm ơi, con không thể chịu nổi một cái này nữa. Mất hết rồi, tự do mất hết, cái gì mất hết. Con không thể nào chịu thêm cái gánh này nữa, xin Bồ Tát cứu. Tôi chỉ niệm vậy thôi, cứ Nam Mô Quan Thế Âm, Nam Mô Quan Thế Âm, hồi tôi ngủ lại. Thì sáng hôm sau cứ đánh cản là dậy đi làm thôi. Tới chiều đi về ăn cơm xong cũng quên đi, cái nhớ là cái điều đó buồn quá đi.
mới mượn cái kiến người ta mà coi lại thì nó biến luôn, không có thẹo luôn, không có cái thẹo nào hết luôn. Tôi mừng quá, tôi chạy rút lại cái anh đại quý quân y đó, tôi nói anh Trung ơi, anh coi nè, ổng người bác, ổng nói ôi giời ơi, ngày hôm qua mà tớ không có thấy đó, tớ nói cậu nói dối đấy. Nó chí thành đó, là tôi nghĩ tôi chết rồi, trong đó mà bệnh đó làm sao chữa. Lúc đó anh không còn nghĩ tới cái gì, nghĩ vợ, nghĩ con, nghĩ nhà, nghĩ cửa, nghĩ ăn, nghĩ uống vậy. Chỉ nghĩ làm sao giải quyết cái mục này hoặc là chết thôi. Thì anh chí thành. Nhưng một Phật cũng nhờ lòng chí thành của thầy mà có cảm, có ứng như vậy. Vâng, hay quá. Vâng. Cái cảm ứng nó liên quan tới chí thành, cái tâm chí thành của mình. Yeah, Phật pháp mình rất là giản dị. Mà vấn đề tiền bạc, không phải vấn đề là quen với người lớn, với quen ông gì đó, quen người, quen vua, quen chúa. Ông con người có thế lực, người coi người thế lực, ok. Là cái này á, là cái vị thành chí thành á, thì mới được cái cảm ứng. Cái người chí thành sẽ được cảm ứng tự động, cái đó, cái đó là cam đoan trong Phật giáo mình như vậy. Cái vấn đề cái thầy trì kể đây là mình nói chuyện chí thành với cái người trường hợp này là thầy cũng có thú vị, thì cũng khá thú vị lắm. Thường thường chúng tôi dạy cái vị tập cách chí thành bằng cách đó, bằng cách là nghĩ tới cái tử thần. Mình tưởng tượng là mình sắp chết tới nơi rồi. Ok. Thì nếu như quý vị nghĩ lại cho coi, còn gì quan trọng hơn nữa không? Ngoài ra niệm Quan Thế Âm Bồ Tát không, hay niệm Phật hay không, hoặc là tụng chú hay không, okay. Hoặc là lạy sám hối là không. Nếu quý vị biết đó, ngày mai mình chết rồi đó, không còn gì hết nữa, thì quý vị lúc mà lạy Phật đó, lúc mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, đâu còn lo là cái chuyện là trưa này mình ăn cái gì, đang cãi lộn với bà xã, không biết bây giờ về mà cãi lộn tiếp ra sao, hay là này nọ. Mà những cái chuyện mà nó vu vơ trong cuộc đời mình, nó bỏ gạt qua một cách dễ dàng. Chỉ còn một cái thôi, chí thành, khi mà cái vị tu hành đó, chí thành nó lộ ra bằng cách là thế nhất tâm, không phải chánh niệm. Là nữa nói chánh niệm với thầy bực cái chuyện anh niệm với thầy cứ dạy tầm bậy không à. Cái chánh niệm không phải là chí thành. Ok, lúc này cái vị thiệt sự công với thiền mới lộ ra. Công với thiền, cái việc học đó, luyện thiền để tập cái chí thành. Sau này khi mà cái vị đã lúc mà cần rồi, cái vị có thể chí thành nó lộ ra bằng cách cái vị có thể niệm Phật, cái vị có thể thiền mà không có gửi lên tất cả bất cứ cái vọng tưởng nào gì hết. Cái đó gọi là chí thành. Lúc người tu hành đó, nó ra chí thành như vậy. Thành cái vị lúc mà chúng tôi trong cái dòng chúng tôi đó là dạy luyện thiền, dạy đệ tử thiền là tại sao? Để tập họ phát triển cái tâm chí thành này. Ok, cái đó là công phu thiền để phát triển cái tâm chí thành. Đó nghĩa là sao? Chí thành nói lại, công phu thiền là cái vị chí thành, là cái vị lúc mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu cứu Phật đó, là chỉ biết một cái lời cầu cứu đó thôi, không còn một cái vọng tưởng nào khác nó khởi lên. Đừng có nói là tôi cầu cứu ông thầy này, không biết mình có đủ chưa, phải chỉ là mình cần làm gì nữa không, mình cần để mà được theo ý mình muốn. Cái tâm đó là tâm là lợi dụng tam bả, nhưng mà lợi cái thoại tâm chí thành, tại cái tâm đó nó còn có cái vọng tưởng nó khởi lên như thường, còn tính toán, còn tính toán là trọng. Chí thành chỉ biết là con chỉ biết con một cái thôi, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu cho con thôi, một chuyện thôi, Nam Mô Hòa Thượng Điệu Hóa cứu cho con thôi. Ok, kêu đúng người đó, có lý, đừng có kêu thầy, không có hiệu quả đâu. Người Công giáo thì có thể kêu cứu mẹ, kêu mẹ Maria. Ok, đừng có kêu Thượng Đế. Ok, để khuyên như vậy. Thì tại chúng tôi đã dạy mấy người học trò tôi đi dạy thiền, dạy mấy người Công giáo, dạy họ cầu nguyện Chúa, Đức Chúa thì ông kết quả bằng cầu nguyện Đức Mẹ Maria. Maria thì thật là vậy đó. Thành chúng tôi dạy là cầu nguyện Công Chúa đó, thiền Chúa giáo đó, thì nên cầu nguyện đừng Đức Mẹ Maria thì nó hiệu quả hơn là cầu nguyện Thượng Đế hoặc là Chúa Giêsu. Ok, nó nhẹ nhẹ chơi như vậy. Ngoài ra ta nói là cái chí thành này nó lộ ra là một cách đó, là cái vị phải nhất tâm. Thành cái thiền chúng tôi là đưa thiền, là đừng nói chuyện chánh niệm, mà chánh niệm đưa không có thể nào đưa tới nhất tâm được. Ok, mình nhất tâm có nghĩa là chỉ nghĩ một cái chuyện là cầu cứu thôi, nghĩ tới hồng danh của Đức Phật thôi, hồng danh của Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, mới gọi là chí thành. Thành ra cái người cha, những người có công phu thiền rồi ấy, khi họ muốn mà giúp quý vị, họ chí thành, họ thay thế cái mặt thế quý vị niệm cho quý vị, thì họ chí thành cho quý vị. Thành phải tới cầu cứu đúng người. Ok, nhưng nếu tới cầu cứu đừng có lợi dụng người ta. Một phần tại tới cầu cứu nó là
như tới khu cứu ngày Tây Hóa vậy, nói là bây giờ thì tới mình chỉ hứa suông vậy thôi ha, xong rồi cái thầm hứa cho vui vậy thôi, tại vì ông này ông sống rồi, ông đâu đâu sợ nữa đâu. Thì cái khổ là cái nghiệp nó sẽ tái phát lại, cái bệnh nó sẽ tái phát lại, tại vì cái tâm nó thiếu chí thành, nó không được giải quyết. Okay. Thành ra thành ngày Tiên Hóa khi mà cái chuyện anh kể hồi nãy đó, ngày Tiên Hóa ngày cứu người ta rồi đó, là tại nó là cái ông này tuôn cần biết ông chí thành không chí thành, ông tới cầu cứu tôi đó, tôi phải cứu ông, thì tôi giúp ông đó, giúp người ta. Okay. Nhưng đều cái khổ cái ông kia đó, không có cái tâm chí thành. Thành ra mặc dù ngày Tiên Hóa cứu một thời gian thôi, đều bị cái nghiệp mà dám bị gạt Bồ Tát đó đó. Khiến bệnh nó tái phát là sớm hơn, hiểu chưa? Một phần nặng quá đi. Là ngài nó mặc dù cứu rồi, nhưng được cái ông kia đó dám đi gạt một cái vị đại Bồ Tát. Thành mặc dù được cứu rồi, nhưng được cái nghiệp nó trở về lại, nó tái phát lại như vậy. Rất là sớm, rất là lẹ. Mà nó gạt là con cũng hình dung ra thế này là từ bác sư, giống như là ngài Tiên Hóa bảo thôi, thôi cái ông tha cho người này đây, chúng tôi sẽ trồng tiền làm cái này cái kia. Mà bây giờ đã làm xong rồi mà vẫn như là tiền cho chồng ngài. Nói xuông vậy thôi chứ thiệt ra không có. Dạ vâng, vâng. Đó cái ý thứ nhì thầy xin phép nói tiếp, tại vì dạ, thời giờ nó sắp hết rồi. Thầy cái người tu hành á, chúng tôi đi luyện thiền dạy cái vị thiền á để phát cái nhất tâm này để mình vào cái thế chí thành được. Ok. Ok, với cái đó tu hành nó lợi cho đó. Ok. Rồi người mà không tu hành làm sao mà chí thành bây giờ? Câu hỏi phần trở thành phần thứ nhì đó, người ta không có tu hành, bây giờ không có thiền, không có niệm Phật, không có tu Phật tin Phật pháp, chí thành một Phật. Thì chí thành đó là bằng cách nào? Là bằng cách đó, những cái người mà không biết tu hành đó, thì chí thành bằng cách đó là phải phát tâm làm một cái gì lớn lao mà mình chịu thiệt thòi mới thể mới để phát để chứng tỏ cái lòng chí thành của mình được. Chẳng hạn như một cái người ăn mày đó, chứ biết về Phật giáo Mỹ bao nhiêu chuyện như vậy, ta phát cái tâm cái bà già đó, bà già ăn mày đó, phát cái tâm đó, cúng dường cái đèn dầu cho Tam Bảo, mà nghèo quá đi, không đủ tiền gì đó, chỉ có thể bòn được có 50 xu thôi, mua được tí xíu dầu thôi, đem tới cúng Tam Bảo, nó là tại vì tôi muốn cúng cái đèn này cho Phật. Và cái tâm chí thành nó, cái đèn nó cháy hoài, nó không có đốt, không có tắt luôn nữa. Ngược lại cái ông thương gia đó, nghe nói cũng ngon lành quá thì mình nói mình cũng người ta cái bà đó được phương trượng đối đại tốt quá, như thượng khách vậy, mình cũng mình giàu đâu phải thì thua người ta được, mua biết bao nhiêu cả một cái xe toàn là dầu không, đem tới cúng. Ok. Ông hòa thượng nói cái này thiếu chí thành, tại vì cái 50 xu đối bà già đó là sự hy sinh rất là lớn lao của bà, mà cái đối cái thùng dầu này giống như đương vào đế đó, bỏ tiền ra mà xây chùa đi giúp đỡ tăng đi rồi cho người ta ăn uống này nọ, ủng hộ cho tu hành đó đó, cái tiền ông Lưu Mờ Đế làm đó nó chỉ là một hạt cát của trong cái kho tàng của ông thôi. Thì cái đó là ông mặc dù ông bỏ nhiều tiền hơn thì cái tâm vẫn không chí thành như thường. Cuối cùng á gặp vậy đó Bồ Đề Đạt Ma, thì Bồ Đề đáng lý mà gặp cái cơ duyên đó phải gặp để gặp Bồ Đề Đạt Ma dạy cái pháp để mà giải cái kinh nghiệp sau này Lưu Mờ Đế mặc dù tạo phước như vậy mà vẫn bị giam ngục cho chết đói chết khát như vậy. Chết đói, vâng, chết đói là từ trước là cái nghiệp trước là có ăn gia với người đó. Mà pháp sư kể cái này là con thấy hay, có cái điểm này. Dạ vâng. Thầy xin lỗi, thầy nói cho xong. Là phải quý vị muốn chi tâm người mình không tu hành á, phát cái tâm chi thành bằng cách nào? Là quý vị chịu cái thiệt thòi nó lớn lao dễ sợ lắm để tỏ cái lòng thanh tâm của mình. Đừng có nói là tôi có thanh tâm tôi cầu cứu thầy. Ok. Chưa đủ đâu. Không biết tu thì thưa qua cái sư là bọn trẻ là không có thành tâm chí thành đâu. Cái là thường là vâng. Thiệt thòi cái gì đó. Thực sự nó thiệt thòi, nó lớn lao đối với mình lắm á. Cái tỏ cái lòng chí thành được. Không phải nói cái miệng được. Con nghĩ là ngài Tiên Hóa nói là khi nào mấy ông xuống địa ngục xuống một cái là cái ông tự chí thành tu và khi nào xuống một lần thấy cảnh địa ngục là bắt đầu mới chí thành tu. Trong lúc này chí thành là làm cái gì, người tại gia mình chí thành làm cái gì mà để chịu đựng cái sự thiệt hại lớn lao cho mình, càng lớn lao chừng nào cái lòng chí thành nó càng lớn chừng nào. Giảng gì phải cần hy sinh. Cảm ơn pháp sư đã chỉ dạy cho con thế nào lòng chí thành, thành tâm là chí kính, thì lúc đó là mới có thể là học được cái pháp của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc vị thân tâm thượng lạc. A Di Đà Phật.